Bốn con quỷ trú ngụ tại toilet trong truyền thuyết Nhật Bản Từ giờ thì đi toilet cũng phải cẩn trọng đánh giá Nếu không thì có thể bạn sẽ gặp bốn con quỷ trú ngụ tại toilet trong truyền thuyết của Nhật Bản sau đây Đầu tiên đó chính là Kashima Reiko Chuyện kể rằng Kashima Reiko bị tấn công bởi một nhóm đàn ông, Kashima Reiko cố gắng lết đến đường ray nơi có người qua lại để mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng không may thì cô bất tỉnh ngay trên đường ray và bị xe lửa cán làm đôi. Và vì cái chết quá đau đớn, linh hồn của Kashima Reiki không siêu thoát và trở thành một Onryo, một loại linh hồn trở về để báo thù trong các truyền thuyết của Nhật. Người ta nói rằng Kasima Reiko thường đi tìm chân của mình tại các nhà vệ sinh trong trường học và một tháng sau ngày bạn nghe chuyện về Kasima Reiko, cô ta sẽ tìm đến bạn để bảo đảm sự an toàn. Khi Kasima Reiko hỏi bạn chân cô ta ở đây thì hãy trả lời ở đường cao tốc Meishin. Sau đó thì cô ta sẽ hỏi ai nói cho bạn biết. Thì bạn hãy trả lời là Kasima Reiko nói cho tôi biết. Nhưng trường hợp cô ta hỏi tên của cô ta là gì? Đây là một câu hỏi mẹo, hãy trả lời là Max-Demon và cô ta sẽ biến mất. Công quỷ số 2, Akamanto. Akamanto diện áo choàng đỏ và đeo mặt nạ trắng. Hắn ta thường ở buồng cuối của phòng vệ sinh nữ. Akamanto rất nổi tiếng ở Nhật và Hàn Quốc. Hoặc hắn ẩn nấp trong các buồng vệ sinh hoặc ngay tại lối vào nhà vệ sinh nữ. Hắn ta sẽ hỏi bạn thích áo choàng xanh hay áo choàng đỏ. Nếu bạn trả lời là đỏ, hắn ta sẽ rạch cổ họng của bạn và sẽ bạn ra cho máu chảy xuống lưng như màu đỏ của áo choàng. Nếu bạn trả lời xanh Chị AK sẽ làm cho bạn nghẹt thở đến khi bạn bị xanh mặt lên. Cách duy nhất để bảo đảm bạn được toàn vẹn ra khỏi nhà vệ sinh chính là trả lời màu vàng. Và bạn cũng sẽ hơi thiệt thòi bị nhấn mặt vào bồn cầu có chất bạn vừa thải ra, hơi ghê một xíu nhưng chắc chắn đỡ hơn việc bị rạch hồng hay ngạt thở phải không nào? Còn quỷ số 3, Kawaya no Kami. Kawaya no Kami là một vị thần toilet ở Nhật được sinh ra từ chất thải của Izanami, thần của đất và bóng tối. Nhiều người còn trang trí toilet của họ như là một đền thờ cho Kajawa, hay thậm chí lâu lâu còn ăn trong toilet chung với ông. Nếu như toilet không được sạch sẽ và người ở không tôn trọng Kajawa, con của họ sinh ra sẽ xấu xí và luôn ủ rũ. Dù bảo vệ cho người trong nhà khỏi bị chết chìm và sự bảo đảm sinh con ra sẽ đẹp đẽ. Kajawa cũng có luật lệ của mình. Kajawa thường ẩn dưới đáy của bồn cầu, tay cầm một cây giáo trước khi ngồi xuống bàn cầu. Hãy nhớ ho một cái để cho Kayawa biết sự có mặt của bạn. Còn không thì chắc chắn bạn cũng biết chuyện gì xảy ra. Ông ta cầm một cây giáo đấy. Và con quỷ số 4 Akaname Hình dáng của Akaname có thể sẽ làm cho bạn sợ. Nhưng hãy bình tĩnh, đó không có ý định hại bạn hay thậm chí là hù bạn. Akaname bị tru hút bởi nhà vệ sinh dơ. Akaname xuất hiện để thu dọn những rác rưởi và liếm đi những bụi bẩn bám ở những nơi bạn không với tới trong nhà vệ sinh bằng cái lưỡi dài của mình. Và đối với dân Nhật thì Akaname giống như là một biểu tượng để vận động trẻ em phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ, nếu không muốn thấy Akaname. Ngoài trừ việc có thể truyền dĩ bệnh tật thì Akaname vô hại, nó chỉ muốn nhà vệ sinh của bạn luôn sạch sẽ. Cho nên Akaname là con quỷ vô hại và hữu ích nhất trong tất cả các con quỷ ở nhà vệ sinh. huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn